theo bạn Việt Nam có nên mua vaccine của nga không? chắc chắn là có mua rồi, khỏi hỏi tôi khẳng định luôn. Ai không biết chứ Việt Nam chắc chắn là có mua vaccine của nga. Một là mua rẻ, hai là nga cho luôn. chứ bây giờ vaccine của Mỹ thì đợi vaccine của Mỹ nó ra, không thế giới chết hết nữa. bây giờ thằng Mỹ không phải là cùng quốc vaccine đâu bạn. nó bây giờ vaccine là vaccine từ thiện á, vaccine từ thiện mà là hot trend. Liên hiệp quốc đó nó cho vaccine từ thiện á, tức là mấy cái mấy cái uh, bây giờ đó, bạn sản xuất vaccine có hai loại, một là bán, hai là cho đó thí dụ như giờ một một là bán hay là cho con thức nó bán rẻ thí dụ như có 10 công ty sản xuất vaccine đi nó có bảy tám công ty á nó đem nó cho nó cho liên hiệp quốc để nó bia nó tạo tên tuổi xong một cái liên hiệp quốc dùng cái vaccine đó đó để tặng cho những cái người tặng cho những nước nghèo những nước mà đang phát triển để người ta chích cho người dân của họ nên nói thì có trong cái cuộc đua vaccine này mỹ không đủ tuổi thằng mỹ nó chỉ ho trong nước đó thôi à bạn nên nhớ nha tôi nói không có sai thằng Mỹ á, bạn nghiên cứu vaccine đi nó chỉ ho trong nước đó thôi nó đeo 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 đeo, trấn an người dân đó thôi nó lấy ra đó gom giống như nó Mỹ dân đó, đó nó vaccine tôi sắp có rồi trăm triệu liều hai trăm triệu liều đồ nó nổ trong vòng nhà nó thôi đó nhưng mà còn cái hình ảnh mà vaccine mà đi cho quốc tế mà cho thế giới á, thằng Mỹ đế không có tuổi thằng Mỹ đế không biết nó cho được cái bọn châu Âu chưa bọn EU mới biết cho được chưa hay nó tặng cho hay nó bán cho đó cái này các bạn tìm hiểu rõ đi tôi nói không có sai đâu chứ còn vậy mấy nước châu Phi mấy nước nghèo đó cũng bị bệnh corona vậy nó phải sống nhờ những cái nguồn vaccine viện trợ đó mà có một cái hơi hơi im im hôm nay tôi không nghe bên phía Cuba nó nói vaccine không biết có không Cuba dễ giàu gì không có vaccine đúng không cái vụ Cuba thì tôi gặp thiệt tại báo ít đăng tôi nghĩ là Cuba là cường quốc về y tế thì ví dụ vaccine này sao nó không có ta Cuba có làm nhưng đủ các bước thử thử nghiệm thì không rõ hả à. Ủa mà bên Cuba nó có bị Corona không tự nhiên dạo này im liềm Cuba quá à. Cuba tiền đâu mà sản xuất nước nó chích còn chưa đủ về đặt từ thiện làm vaccine Mày điên hả mày, Cuba nó giàu hơn mà ba phần còn lớn phần lớn còn lại của xã hội đó con. Cuba mày tưởng nghèo, xàm. <laughs> Phải là Cuba nghèo, quá Thằng Ấn Độ dân nó ăn rác kìa con, Philippines dân nó ăn rác kìa con, còn Cuba dân nghèo nhất của nó ăn mía nha. Mà y tế của nó là free luôn. Tao nói thiệt mày HDI của 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 thằng Cuba hơi bị cao á. Mày phản động mày làm gì biết được? mấy em phản động này chứ biết ừ Cuba nó bị Mỹ cấm giận thôi chứ còn nó đẹp nó nó sống mạnh mẽ tất cỡ nào nước nó ngon tất cả nào sao biết tụi bay hút ba số thấy mẹ luôn nó xài xì gà không tụi bay đói tụi bay móc rác tụi bay ăn còn nó đói nó ra bảy mía nó chặt mía nó ăn không à còn tới hôm nay y tế hả y tế mà giờ thiệt cái bệnh nhẹ bắt uống đóng thuốc nữa thuốc bổ nha Cuba là niềm tự hào cho khối sầu chủ nghĩa hồi xưa đó con trai đây Cuba đây các bạn màu đỏ của lá cờ là máu của giải phóng nha vậy thôi đây vị trí trên bản đồ thế giới Cuba như con đĩa nhỏ 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 ở đây nó cũng chừng từng bị nói chung mà xào trẻ tại đây học dưa hết nó nằm ở trong cái vùng biển đó mà thiên tai bão lũ đất cũng hơi bị ghê mình coi ra đã không GDP à, nè GDP GDP uh, đầu người nè bạn GDP đầu người á gần bằng Trung Quốc luôn GDP đầu người 8.800 GDP đầu người 8.800 nha nhưng mà bạn qua cái này nè cái sức mua tương đương nó tới 22.000 nha bạn sức mua tương đương nó tới 22.000 điều này có nghĩa là gì điều này có nghĩa là qua bên Cuba đó qua bên Cuba ăn tô phở bên Cuba có 20.000 đồng, đồng Việt Nam thôi xong rồi đi qua bên Cuba ở nhà trọ đó thì có có 1 triệu 1 triệu tiền Việt Nam thôi xong rồi đi qua Cuba mà lỡ có tổng quốc massage này nọ đó thì có 200.000 vé thôi nha rồi con thấy không HDI này con thuộc dạng cao nè con bố sàm mày mày sàm với Cuba tao hả mày Cuba một đất nước rất nhỏ dân số rất ít dân số chỉ có 11 triệu thôi thằng Mỹ 300 triệu dân cấm giận thằng 11 triệu hoài thằng 11 triệu không chết mới ghê chứ thế mới hay Cuba quân sự nó mạnh cỡ nào anh Di rồi nói chung thì bây giờ bạn nói về quân sự của Cuba thì nó hơi bị yếu bạn nói chung quân sự của Cuba thì không có gì để nhắc nhở hết nhắc tới đất nước Cuba đó là ta nhắc tới một đất nước sống tình nghĩa đúng không sống tình đồng đội tình đồng chí chơi đẹp đó bạn hiểu về Cuba nó vậy đi còn nói về quân đội thì nói chung là quân đội của Cuba nó cũng có gì ghê gớm hết nó trong cái lúc hồi xưa sơ khai đó thì lãnh đạo đàn em đồ này nọ đập chết ba tích ta đồ ba ta là chế độ độc tài đàn em của mỹ từ đó mỹ đã cấm nhận cuba rồi cấm nhận cuba xong rồi mỹ nó chuẩn bị nó chơi chiến thuật đổ bộ lên bộ trên bãi biển nọt ma đi đó bạn đó mà đổ, đổ bộ trên bãi biển nọt ma đi ở thế chiến thứ hai còn bây giờ đổ bộ vô cuba đây chi có mấy thằng cuba đu càng đó thì chứ bạn cũng có nói cuba nó bất hạnh lắm nó cũng, cũng có mấy phản động nữa nó đó thì mà cuba với mỹ nó gần nhau nó gần ở cái bang florida của mỹ á cái đó, mấy mấy phản động nó nó cũng đi nó nó học phản động nó học phản động kia phản động này học phản động kia nó bơi qua bơi lại giữa cái bờ biển đó đó xong rồi nó bơi qua bển xong rồi nó 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 bái mỹ làm quan thầy kêu mỹ đem đổ bộ đổ bộ quân đội á đổ bộ quân đội về đảo chánh chính quyền của biden castro đó đổ bộ về xong rồi cái đó là kêu là sự kiện đổ bộ vịnh con heo đó bạn nó sự sự kiện đổ bộ dịnh con heo rồi nợ nợ ai đâu tự nhiên mới đổ bộ vô gặp mấy ông nông dân đang trồng mía ở cái bãi biển đó thấy thằng mỹ đã thấy nóng rồi gõ cho từng cái gõ bóp 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 bóp, bóp luôn bắt được mấy chục thằng gì đó xong rồi đem bàn giao cho chính quyền Biden Castro từ đó lúc đó mỹ nó ai mặt nó hết dám đổ luôn rồi nó má tao mới đổ bộ mà tao bị dân trồng mía quốc luôn hả các bạn cứ lên google bạn sạch đi sự việc chuyện con heo là sự kiện mà mỹ nó núp lùm nó tính chơi của bang cũ á nó đổ bộ vào một đêm mà 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 không trăng không sao đó mà đường thì không có điện này nọ kia hiểu không nhưng mà xui cái nó bị dân trồng mía bắt nha hài vải cái đó lực lượng đó người ta kêu được lực lượng bên Mỹ nó có cái lực lượng đó không biết tên là gì nó không rõ cái lực lượng lực lượng mà đổ bộ vô nước người ta để làm để làm nhiệm vụ á xong rồi bị dân trồng mía quấn quấn bắt xong rồi xong rồi đưa cho Biden Castro Biden Castro bắt bỏ tù luôn từ đó Mỹ nó nhục nó hết nó 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 chuyển qua nó cấm vận thôi chứ nó hết dám rồi nó hết dám đổ bộ nữa đó, hiểu không nói chung là mình cung cấp cho bạn dữ liệu thôi còn bạn đi tìm đi tìm hiểu sự kiện đổ bộ cái là dịnh con heo nha à, Nguyễn Nhật Trường theo hiệp định Mỹ với Liên Xô thì cả hai cả hai đều 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 phải rút vũ khí hạt nhân về hết chứ Cuba mà có vũ khí hạt nhân thì thì Liên Xô sụp đổ Mỹ nó úp sọt từ lâu rồi nó không có lý do nó không nó không có lý do mới cấm vận cho tới bây giờ thật ra thì đúng là đúng là nó không có lý do nó quýnh Cuba nó mới đi vào quýnh Cuba chỉ có chỉ có cái tội là là Biden Castro lỡ tay tiễn đàn em của Mỹ về với chúa thôi chứ xong mà cái tội hạt nhân tội hạt nhân thì chẳng qua cũng tội tình vậy trên hai bên chơi nhau thì đều, đều hạt nhân qua chuyện bình thường vậy đó à, phản động nó miền Bắc là kèo xâm lược Việt Nam họ lấy cơ sở gì nói vậy Duy Nguyễn coi video cũ đi mẹ ơi mày hỏi mấy câu mẹ xưa như thật như, như trái đất à, alo à, alo Duy Nguyễn nói tới Cuba là nước mang tiếng anh em với Việt Nam vì Việt Nam có thể hiến dân thì hiến dân gì mà sao muốn nhập cảnh vào nước nó phải xin visa vậy Duy Nguyễn có chuyện nó bình thường mày có phải trận chó không mày xin, mày xin mày sợ visa đúng không chỉ nói chuyện bình thường giống như tao về tao dẫn con tao tới nhà bạn tao thằng con nào có ăn có học tao dẫn đi con mất dạy tao cho ở nhà cho nhà chứ nó chuyện bình thường bây giờ mày phản động mày qua Cuba mày mày phá nước người ta sao ba đúng không Cuba làm gì là đúng phải xin visa đàng hoàng coi gia đình mày có theo ngụy quân ngụy quyền không nữa chứ trời trời đất ơi ta nhớ mày nhớ câu nãy tao nói á thằng phản động này học thằng phản động kia đúng không tức là hai phản động nó có liên hệ với nhau bằng viber zalo và wechat thì bây giờ á, cuba nó nhỏ nó nó có 11 triệu dân nó mong manh dễ vỡ lắm bên đây mà lùa ba chục triệu trẻ trâu qua bên nó chắc chết nước nó luôn xin visa đúng rồi ba mà thật sự tao cũng biết có xin visa hay không nữa mày nói tao đam thôi à mày nói tao đam đại thì tao đâu biết qua cuba có xin visa hay không khuyết điểm của tam quyền phân lập là gì anh 58.000 cái hòm trong quá khứ đúng không và hơn 400 triệu cái hòm trong hiện tại tương lai thì chưa biết đó một đất nước văn minh mà có người chết cống có người bị ngộ độc khí khi mà xử trong xe hơi mà không phải là một người mà là nhiều người mà chính quyền điều hành thì bất lực đổ thừa cho định mệnh đó liên bang thì cứu trợ không có kịp thời bữa nay lên mạng mới khóc an bố tình trạng khẩn cấp ở Texas dễ, dễ lắm em muốn coi mà gọi là gì nhược điểm của tam quyền phân lập thì tụi em có nhìn qua sòi mỹ bây giờ đó là nhược điểm đó còn nó có bước qua được cái nhược điểm này không đó, thì mình không có nói tùy vào tình trình độ và tùy vào sự đoàn kết và tùy vào đẳng cấp của quốc gia nó mà nó có vượt qua được cái kỳ khủng hoảng này không sao lại 400 triệu cái hòm anh 400 k chứ nó lộn mày nó lộn làm dữ kìa. bốn k nó lộn 400 triệu thôi làm ghê ba lâu lâu nó hớ hớ gì đó cho phản động bay vô nó chửi chơi người ta chết có hòm chôn còn mày nghèo chết đói xương chất đóng mày coi phim kinh dị hả mày mày coi phim kinh dị zombie chứ có mấy tư bản nó làm mới xương chất đóng thôi nó đó, chứ tao chưa thấy cái nào mà gọi là 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 gì mà dùng chữ là mày nghèo chết đói xương chất đóng ở đâu ra còn bây giờ người ta chết có hòm chôn ủa mày chưa mày chắc mày chết có hòm chôn không mày có đất chôn không mày biết một miếng đất mua bỏ nó mấy trăm triệu một miếng đó cái hòm thôi đó bỏ tiền ra cho ông đi con có tiền mà hãy nói là hãy làm người còn không còn không có tiền hay đi làm phản động đi mua đất chôn xong vẫn chưa yên phải mua bảo hiểm cho miếng đất nữa bảo hiểm cho cái hòm chứ bảo hiểm cho miếng đất là sao ta ví dụ như mốt cái chỗ đó mà bị động đất một cái bảo hiểm đền hả phải trả tiền quản lý hàng năm cho nghĩa địa trả hết tiền hàng năm thì cái mộ của bạn không biết nha ờ à, nói chung thôi, thôi, mệt quá căng quá mẹ đất cái gì sở hữu toàn dân gì sở, hữu cá nhân gì kỳ vậy ba tự nhiên bây giờ mua đất sở hữu cá nhân cái vụ này vui nha bạn cái vụ này nói được à cái vụ mà, mà mua đất mà sở hữu cá nhân bây giờ chết mà tự nhiên phải trả tiền cho thằng kia là cá nhân nào tiền cắt cỏ tiền cắt cỏ của nghĩa địa tiền quản lý đường xá vào nghĩa địa à, trong nghĩa địa bên đấy khá giống công viên đúng nghĩa địa khá giống công viên thiệt sống đi làm trả bill chết rồi cũng phải trả bill cho chính phủ tổng cục thuế bác khiếu nại của coca cola việt nam không đồng ý cứ kiện ra tòa có nên làm gắt với nó không anh hơn 800 tỷ ai biết từ nhà nước Nhà nước thích chơi thì chơi thôi, nhưng mà nó là công ty đa quốc gia thì nó kiện ra tòa quốc tế nữa. Nó sẽ lôi ra những cái luật mà gọi là ký kết với Việt Nam mà với, với Mỹ hồi xưa này nọ Coi có kiện tụng được không nó phức tạp lắm em, khá là phức tạp đó, chứ không giỡn đâu. Nhưng mà nói chung chơi thì chơi thôi, ai biết được nhà nước nắm gì trong tay mà nó nắm gì trong tay. Anh à, anh Duy ơi em sắp đi nghỉ vụ và em cũng uh, sắp đi nước ngoài để làm anh thấy sao đưa em lời lời khuyên đi. Tự nhiên mày sắp đi nghỉ vụ rồi mày sắp đi nước ngoài nữa mày trẻ người làm hai hả? À, à sao, luật sư sau luật sư hệ điều hành bị nhiều người đánh phá vậy Kim Chúa ý kiến của Kim Chúa về phong trào này không có theo dõi không biết không ý kiến cái nào mình có theo dõi mình mới biết nha cái nào liên quan tới lợi ích của đất nước Việt Nam quốc gia dân tộc tinh hình thế giới đâu mình biết chứ còn người này người kia thì mình không có không, không có theo dõi đâu đối với mình người này người kia chỉ là cá nhân khi nào mà có một có sự kiện nào đó lớn hơn nữa thu hút dư luận đó, thì mình mới coi anh duy cho em hỏi nếu như tài chính chỉ đủ mua trong tầm phân khúc của Vinfast thì nên mua Vinfast không anh nên đúng không đi mua winfast đi lỡ mà ngoại tình đi chắc chắn sẽ được xóa bài xe winfast nói nha xe winfast nếu mà dính phốt chắc chắn được xóa bài có đốc đỡ lắm mày ông mang kia đi đếch kìa nhỏ nào đi đếch kìa xong rồi bị Bây giờ nổi tiếng luôn tao nói thiệt cái mạng sầu nó cay nghiệt quá mày ơi hiểu không tức là cái dân tình đó cái chuyện nó liên quan tới bà vợ với nhỏ tiêu đê với thằng chủ thì ba thằng đó xào trẻ nhau được rồi bung lên cho ca sội biết ba vô chửi từ lưa hết bởi vì mạng sầu nó cay nghiệt quá bởi giờ em nên mua winfast đi winfast nó dập ngay tự vụ đó được nó nói với tao thì có cái xe quân pháp tao đối tao cũng bình thường thôi à nhưng mà cái vụ đó thấy ok xã hội bây giờ mà mình dễ làm mồi cho mạng xã hội lắm em